Ngày 19 tháng 11, tại khách sạn Continental 135 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần công viên sức khỏe Health Park Holding đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án mới của mình, Health Park Phú Quốc, nơi lần đầu triển khai liệu pháp âm nhạc chữa bệnh. Theo đó, Health Park Phú Quốc nằm ở vị trí đắc địa nhất ở ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án được thiết kế xây dựng để trở thành một nơi có không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, kết hợp cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu với các liệu pháp về miễn dịch, thải độc, vật lý trị liệu, thủy trị liệu, xông hơi, massage bấm huyệt, yoga, thiền, cũng như kết hợp với những thực đơn dinh dưỡng phù hợp với đặc điểm sức khỏe của từng người. Đặc biệt, theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Khổng Mạnh Nam, thì dự án này là nơi đầu tiên triển khai chương trình liệu pháp âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà hát VH Music One nghiên cứu phát triển. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Thì dự án Phú Quốc này là một cái điểm nhấn rất là lớn sau khi tôi phối hợp được với cả nhạc sĩ Đức Thịnh để chúng tôi sẽ xây một cái nhà hát chữa lành, tức là một cái chương trình âm nhạc liên quan đến chữa lành của cơ thể, là một cái độc đáo nhất của dự án Health Park. Từ lõi là cái nhà hát đó thì xung quanh sẽ là các cái điểm chăm sóc sức khỏe trong tổng hơn 100 cái biệt thự của trong dự án, và một khu khách sạn 5 sao và một công viên dược liệu nằm ngay sát bờ biển Phú Quốc. Ngoài ra, trong buổi họp báo, đại diện công ty cổ phần công viên sức khỏe đã tiến hành lễ ký kết thực hiện liệu pháp âm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh, ký kết với Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Từ Tâm nhằm phối hợp bảo trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, được tiếp tục đến trường cho đến năm 18 tuổi.